Dạ thưa sư phụ, con tên là Tâm. Hôm nay đủ duyên lành, con được hân hạnh được nghe trực tiếp sư phụ giảng dạy. Nói về 30 tháng 4 thì con sinh năm 1979, không biết gì về độc lập hoặc là chiến tranh. Nhưng là một người công dân của người Việt Nam, con nghĩ là những bạn trẻ cũng sẽ có những câu hỏi như con là đồng ý mình muốn giúp đồ cho nước Việt Nam, mình cũng rất là yêu nước nhưng mà mình không biết nên làm gì. Ví dụ nó giúp thầy thì ngoài cái chuyện mà nghe lời thầy mang dấu thiên tâm, đọc kinh thì ngoài ra mình không biết làm cái gì cho nó thực tế. Thì con mong sư phụ qua lời hỏi những cái hỏi ý này của sư phụ, mong sư phụ chỉ dạy lại cho những cái tầng lớp của tụi con sinh năm 1979, là một thời gian dài con được học ở Việt Nam thì phần nào con cũng bị brainwash về giống như là nâng cao về cộng sản. Dạ rồi qua đây thì mình mới biết là họ chấm cộng, thì bây giờ mình nên làm mà gì? Chấm có lý đúng không? Dạ. Không phải chấm bậy. Dạ con, mình nên làm gì cho nó thực tế ngoài chuyện mình ngồi mình chỉ nói ô tôi ủng hộ và tôi yêu Việt Nam mà không làm được gì cho nước Việt Nam. Đó là công nhận. Dạ, thông minh cực kỳ. Bây giờ con hỏi cho tuổi trẻ hải ngoại hay con đang hỏi cho tuổi trẻ trong quốc nào? Dạ cả hai, tại vì con được may mắn sống trong cả hai hoàn cảnh. Okay, cho nên là bây giờ con không phân biệt là mấy bạn ở Việt Nam hay là mấy bạn ở đây, tại vì mình muốn hòa bình cho cả hai bên thì con không phân biệt hai bên, con đứng giữa và con tất cả mọi mấy bạn đều muốn giúp cho nước Việt Nam, không cần biết mấy bạn nó ở đâu. Và con nghĩ là ở đâu đó ẩn nấp trong cái sự phải chiến đấu với cuộc sống hàng ngày thì đâu đó ví dụ như thấy Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam mình cũng rất là nóng ruột nhưng mà mình không biết làm gì. Cho nên con hy vọng là sư phụ sẽ chỉ cho một cái gì đó nó thực tế đó hơn. Chỉ nhiều dạ. Nhưng mà bữa nay con hỏi kỹ, phụ chỉ kỹ luôn. Giờ mình đang cảm nói mình cho những đứa trẻ quốc nội trước 18 tới 45 nghe nè. Thứ nhất, bớt đi uống cà phê ngày 4 năm cử, giữ sức khỏe. Thứ hai, bớt uống bia Ruby mà cái thằng Đàm Vĩnh Hưng nó hay quảng cáo trên mấy karaoke. Thứ ba là bớt có lo kiếm chỗ ăn chơi. Rất là tại buồn á, rảnh rỗi thì nông nổi chứ thật sự tôi nó không muốn. Mà khi nông nổi thì cái đầu óc cần có cái gì thì bia với cà phê đúng không? Bớt mấy cái đó, tại cà phê uống nhiều đau tim lên đường. Tại khi một ngày mà hữu dụng á, mà mấy cái bệnh này mà lòi ra thì sao giúp được sư phụ, giúp được hội Long Hoa, thì bớt mấy cái đó, bớt ăn nhậu. Còn cái chuyện nó không biết tu thì thù không có dám nói tới, nó ăn cá sống hay là đi bắt cá hay đi giết con này con kia thì mình không dám nói lúc này. Thì bớt được ba cái đó. Thứ nhất, tiết kiệm tiền, kinh tế. Thứ hai, không có nên đi cặp bồ, có vợ rồi thì không có nên đi ngoại tình hay là lén lút. Đó là cái đó về mặt bình thường thôi. Thứ ba, nên có hiếu với cha mẹ trong lúc này. Để về những cái tuổi già mà thiếu dinh dưỡng như nước Việt, thiếu thuốc men, thiếu chất ăn á, sẽ dễ chết lắm. Mà khi sắp sửa sẽ có lũ lụt, nước mặn, thiếu gạo nữa sẽ chết đói. Thì tốt được cái cha mẹ mình ngày nào hay ngày đó mua đồ ăn, đâu là mua cái bánh, nó không có nhiêu tiền, cái bánh cà bắp hay gói xôi thôi, nó chỉ là ý nghĩa chứ nó không phải là món ngon. Thì cái lòng của mẹ, của ông bà ngoại cũng thấy vui nữa. Mình nên đi về quê, rảnh rảnh là về quê thăm ông bà. Cứ làm những cái công tác như vậy thì nó cũng là một cái nguồn vui. Không có cần đọc kinh thiên tâm, cũng không có cần gì về đạo hết. Tại nó lớn lên nó chưa biết gì. Đại khái. Nhưng về phần muốn giúp được cho hội Long Hoa, cho Thiên Việt trong tương lai là phải gắng học xong đại học. Tuy là bị nhồi sọ nhưng mà ít nhất cũng có nền kiến thức. Và mình không biết học nghề gì thì cứ học một nghề. Nghề nào trong các quốc gia cũng cần hết. Từ cái nghề nông cho tới cái nghề vi mạch và tới cái nghề design software hay là công trường, ở ngoài đường, cầu đường. Nhưng mà cái quan trọng nhất, mỗi một đứa phải chọn một thứ tiếng. Nhưng mà đừng có chọn tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Mỹ, là hai thứ tiếng quan trọng phải học để sau này giúp được cho quốc gia. Tại những cái quốc gia mà nó sẽ giúp mình là những nước Nhật, nước Mỹ, thì mình cần có những cái người biết nhiều tiếng Nhật, tiếng Mỹ để mình đi lấy những cái kiến thức đó mình đem về cho nước mình, giống như kiến đó.
mình biết chỗ đó có đồ ăn mình tha về cho tổ của mình. Còn á, chứ không có kia thì người tạo, nhưng mà tự nhiên nước tạo bây giờ nó lai giống cả chục triệu rồi, không cần phải học, nó cũng đông rồi con. Tại nó muốn đồng hóa nước mình, bữa giờ đem vô nó cấy giống đầy đó rồi, hiểu chưa? À, thì học tiếng Nhật, tiếng tiếng Pháp và tiếng Mỹ để sau này giúp được nước sư phụ. Chứ hồi sau gửi những du học sinh biết mấy cái đó. Thì mình đem những kiến thức chỉ còn một người thôi, giống như Einstein thôi. Mà bây giờ mình có nguyên cái thành phố Silicon Valley này, con có tưởng tượng không? Mình chỉ cần một thằng mà nó thông minh, nó siêu quần thôi. Trời ơi, nó đem về lúc đó nó chế con vi mạch siêu luôn, làm hãng Intel hay TSMC của Đài Loan, hay là những cái hãng làm chip của Mỹ là cũng phải phục nước Việt mình á. Cái quan trọng là học tiếng ngoại quốc. Rảnh học tiếng ngoại quốc, thay vì đi uống cà phê ngày ba cử rồi Phúc Long rồi Trung Nguyên rồi cứ ở ngoài đó tụ bè tụ bạn, nó giống như là play time vậy, bài time vậy đó, con hiểu không? Đó là quốc nội. Bớt chửi sư phụ nghe con, tại con chửi sư phụ mấy vị hai bên vai ghi hết á. Ok, sư phụ xin được 3 lần thôi, chỉ 4 lần á là sau này không có theo phò sư phụ được. Sư phụ sẽ là nhà lãnh đạo nước Việt trong tương lai đó. Đừng có ai nên là phạm thượng á, không phải là đùa đâu, không phải là tự cao đâu. Tới hôm nay nói thiệt á, không phải là ảo nữa đâu anh. Tại vì mấy vị thần thánh người ta biết hết rồi. Đừng tưởng là nói không ai biết, đừng có tưởng lên comment chửi chửi không ai biết. Tại cái tâm mình khởi ra là nó đã ghi vô cái lại gia thức, đúng không? Sau này á, mà có gặp mặt đối thủ á, cũng phải ái ngại á. Nếu là người có tài, người có đức, khi mình phát ngôn mình chửi một cái người đó mà hôm nay mình tới để mà mình phục vụ cho người đó, cái lòng dạ của mình á, cũng phải ái ngại đó, đúng không? Là bị mất phước, mất duyên cái chỗ đó. Lúc mà sư phụ nhìn khuôn mặt thì nó hiện lên những cái đó, thì mình biết cái người này ngày xưa đã chửi mình nhiều quá rồi. Chửi ít thì ok. Đó, đó là sư phụ nói về quốc nội. Còn quốc ngoại, làm gì làm? À, sáng đi học, tối làm bồi bàn, hay là đi làm part time trong trường hay gì hết, miễn sao có bằng đại học, học nghề gì cũng được. Rồi khi học xong thì cứ vẫn kiếm việc làm ở hải ngoại này. Cái căn bản cũng vẫn là giống như mấy đứa quốc nội, có hiếu với cha mẹ gia đình. Và đồng thời cái quan trọng nhất là những đứa ở tiểu bang xa, giống như Maine hay là New York, hay những tiểu bang ít người Việt á, đừng lấy chồng Mỹ nha con. Ta về ta tắm ao ta, lấy chồng Việt Nam, giàu trong giàu đục ao nhà vẫn hơn. Vì sau này 6 triệu chim hiền nhớ theo cho hội về Việt Nam ở. Bây giờ con có thằng Mỹ con nghĩ nó chịu ở bển cả năm trời mà nó không về thăm ba má nó Mỹ không? Còn nếu mà thí dụ như một đứa ở Hải Phòng lấy một đứa mũi Cà Mau, ô chúng ta cũng là người Việt, hôm nay chúng ta ở Hải Phòng thăm ba, rồi cái vài ba ngày chúng ta đi máy bay vô Sài Gòn thăm má, máy bay bay có 1 tiếng đồng hồ, cũng trong nước Việt. Cho nên ở đây giảm thôi, không phải thủ khuyên mà mình không phải kỳ thị nữa con. Thủ nói thật đó, bớt cái đó. Muốn kiếm chồng về Thiên Long Sơn thủ gã hết, trời quá trời luôn. Ở đây tài trai tài gái sắc quy tụ về núi này nhiều lắm nè, thấy không? Là bây giờ danh sách thủ vậy đó, tự động gặp nhau đó hả? Vừa hiền mà vừa là tài đức nữa. Rồi chúng ta mai mốt cùng đi chung một chuyến máy bay về Việt Nam, sướng hơn không? Chứ còn lấy đầu nhang mắt anh nó bị chợt quẻ đó. Rồi cứ đi làm, rồi chờ. Mà chờ không có lâu đâu. Hữu nói là cái đồng hồ đi ngược mà. Con thấy đi ngược không? Mới có 2 tuần, 4 tuần. Từ Bắc Hưởng bây giờ dăng tới Bắc Huệ. Con biết ngày mai chuyện gì xảy ra tiếp. Sẽ có vài ông sẽ ở tù tiếp. Đến khi nào mà cái nước Việt á, là quỷ diệt quỷ, ma diệt ma. Lúc đó sư phụ với thầy á, là Phật với trời á, không có diệt ai hết. Lúc đó mới bình loạn lại nước Việt. Rồi tự nhiên á, về mặt đời á, chính trị xáo trộn thì ảnh hưởng tới kinh tế, ảnh hưởng tới chén cơm của dân. Người dân lại khổ thêm hạn hán miền Tây á. Rồi lại thêm Sài Gòn không có buôn bán gì được. Thằng bán vé số bây giờ đi cả ngày cũng chẳng ai mua tờ vé số.
rồi cái mệt rồi chết bờ chết bụi ở ngoài xó vỉa hè, nó không có giống như thời xưa nữa. Cái người ăn xin mà đi xin cả ngày cũng không có được gói xôi nữa. Cái người giàu bây giờ còn sợ sệt, không có dám xài tiền, tại xài tiền là bị chứ ở Việt Nam ai có tiền mà có tội nha, chẳng ai có tội hết á. Rồi trong mắt sư phụ cả bà Lan, bà Rồng Lửa, rồi con Mimi gì á, tất cả đều không có tội hết. Có tội là do tụi nó muốn, ai có tội là có tội. Thằng nào mà có tiền đưa tao là thằng đó không có tội. Cái xã hội nước Việt bây giờ là vậy. Ai có tiền là người đó có tội. Ai giấu tiền cũng có tội, nó biết được là có tội. Một cái xã hội như vậy gọi là gì? Một đảng cướp. Cướp được mấy trang vậy. Nhà nào có tiền nó tới nó gõ tủ sắt. Mấy này cướp chánh đáng mà không? Cướp có giấy lệnh đàng hoàng. Chứ mà cướp dí súng vô đầu. Nó tương tự như cái hình thức nó giống vậy. Chết cha chửi nhiều quá không? Việt Nam bác Tô Lâm có đón mình không bác? Tôi quen với vợ ông á, bà Loan á, xưa phụ về Việt Nam á, chị Loan ở Hà Nội á, bà vô Sài Gòn bà rước chở cho phụ đi chơi. Lúc đó ông tướng Phạm Văn Trà gì cái ông bác bên nó đông lắm, họ tôn trọng lắm. Giờ bữa giờ phụ nó thiệt quá, biết còn tình bạn bè không? Đến ngày nó tiếp à, nó bụng quá. Những cái đài, những cái kênh họ tốn rất là nhiều tiền. Mấy người nói chuyện mới ăn mặc sở hữu là quẹt như gói xôi vậy, mà nói là 6-7 cái điện thoại vậy mà loan rộng cả thế giới. Mình vừa không có tốn tiền mà lại hữu hiệu nữa, thấy không? Mà dân được hiểu được chuyện nữa. Mấy cái đài SBTN, mấy cái nó chọn tụi nó là vàng của nó ghê gớm luôn. Kỹ thuật gia, rồi chuyên viên này nọ, chuyên viên kia. Nên trả lời câu của con hỏi là con hiểu rồi phải không? Là ở Mỹ rồi, Việt Nam rồi. Giờ con hỏi tiếp đi, con hỏi được á. Hỏi tiếp. Khơi lại đi. Con hỏi để cho phụ có thời gian để mà nhai xôi. Tại gói xôi này nó nói cũng thêm được 15-20 phút. Nó cầm hơi á, có thật thì mới nói được. Thì cũng được 15-20 phút, biết đâu cái gì nó nhảy trong này. Tại khi phụ nói chuyện á, là những cái gì nó tự ý nó nhảy ra thì phụ mới nói. Thì trong đó có những cái có rất là nhiều người cần. Dạ, khi sư phụ đang ăn xôi thì con có thêm hai câu hỏi. Dạ, một câu hỏi á, là tụi con rất là có nhiệt huyết và có tâm và muốn góp một cánh tay với sư phụ, thì làm sao những bạn ở Việt Nam họ làm như thế nào để có thể góp được bàn tay với sư phụ, và ngay cả những bạn ở đây giống như con được gần ở đây thì con may mắn vậy, mấy bạn ở xa thì phải làm như thế nào? Cái là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai có liên quan tới cái sự tâm linh tí xíu, là sư phụ nói là sẽ có 3 ngày trước khi cái tiếng sấm cuối cùng thì sẽ có 3 ngày mưa gió. Thì những cái đó là nó sẽ xảy ra ở đâu để giúp cho những cái người đó họ sẽ chuẩn bị? Nãy giờ con nghe nhưng mà con chưa hiểu là sẽ ở đâu. Con cảm ơn. Okay, trả lời câu trước thì phụ cũng thường nói. Hồi nay mình làm cách mạng hay mình độ chúng sanh, không có cần phải lên quảng cáo đi đến chùa này chùa kia để tạo số lượng đông để mà thu nguyên góp. Họ thiên chúng ta là một đoàn quân của Thượng Đế xuống trần để làm một cái chuyển một cái công thức từ đời sống cực khổ chuyển qua thành một đời sống vàng son. Chúng ta chỉ cần cái điện thoại của con đang ngồi trong vòng một phút, con nói lên những cái ý tưởng từ tâm của con, hiểu về Thượng Đế, hiểu về cha. Trên đó ngoài kia có những người thương con, và con là người có uy tín, thì con có thể độ được cho biết trong một giây đó. Họ chụp được cái Facebook của con thì là con có đại công đức. Đó là quốc nội hải ngoại nên làm.
để mà độ chúng sanh bằng từ tâm của mình. Cha cho tất cả mọi người đều có cơ hội để mà bây giờ con có cái ngọn lửa, cái đuốc. Ví dụ này là cây đuốc. Thì cây đuốc của con á muốn cho những người kia sáng lên để đốt cái màn vô minh của quả địa cầu này, nó đang tối kỵnh đúng không? Thì con phải là người đi châm lửa để mồi lửa. Nó cái công thức là như vậy. Thì con phải làm Facebook, YouTube để nói lên những cái hiểu biết của mình. Thì không có nói về để truyền đạo. Thụ là người rất là thực tế. Nhưng mà ở trên nói vậy, tạo công đức đi, vừa dạy người mà dạy cho mình. Khi con nghĩ ra một cái gì hay thì con là người khôn hơn chút. Còn ngoài kia thì người ta có nghe được, người ta khôn hơn thì cũng là niềm vui của con. Còn hơn là mình là một cái bà xề đầu óc bù xù, ly cà phê cũng không thèm uống, ra tứ cây cũng gặp ai cũng bọ bọ, rồi depression, không có làm gì hết, là người tự kỷ, là người ích kỷ, là người bị ngã chấp. Con không muốn mọi người bị ngã chấp, muốn mọi người hữu dụng, thì mình phải lập một cái kênh YouTube, Facebook nói về Thượng Đế, nói về những cái gì mình hiểu biết của thời nay, nói về những cái sự bất công và bao nhiêu văn chương làm thơ gì của con cứ chỗ lên hết. Sư phụ đang coi từ đứa trên mạng á, đứa nào mà biết làm thơ, làm này làm kia, sư phụ sau này sẽ kêu tụi nó về á. Tại vì cái cơ hội mà thụ còn đang rảnh á, để coi đứa nào tài hoa cái nào là bằng cách đó thôi. Chứ còn cái bây giờ thụ gặp cả đống đứa mà nó không có nói chuyện gì hết, tôi cũng chả biết nó tài cỡ nào nữa, có hiểu chưa? Cho nên phải lập kênh Facebook, YouTube và nói lên cái hoài bão của mình. Chân lý ở đâu? Chân lý không phải là đồng tiền, chân lý không phải là một thằng chồng rồi kiếm cái nhà rồi cái hai đứa con rồi cứ đi về cái sinh năm hai tuần, đó không phải là chân lý. Đó là một cái hạnh phúc phù du giả tạm của thế gian. Và có một ngày chồng mình cũng bị bệnh, con mình nó lớn lên nó cũng không nghe lời mình, thì lúc đó đó túp liều lý tưởng cũng thành ra là cái địa ngục trần gian đó. Chỉ có cái niềm tin tâm linh, chỉ có niềm tin với trời Phật với Thượng Đế, chỉ có niềm tin hoài bão để mà làm lợi cho hàng trăm triệu người bên đất mẹ đang cần mình, thì đó mới là chân lý thật sự. Gắn nhớ. Còn câu thứ hai, có hai con hỏi là con hỏi gì chưa? Có hai hỏi gì ta? Ba ngày mưa gió thì xưa giờ tiếng sấm nổ ve sang hà biến động, thất tướng chừng quỷ lộng sang hà, chừng nào thất tướng lộ ra thì chừng đó nước nhà an yên. Và đồng thời cũng Đức Thầy cũng có nói, khi mà ba tiếng sấm nổ thì đền vàng địa ngọc sẽ nổ ra, Minh Dương sẽ về dựng nước, anh hùng sẽ ra về lần lượt, đó là thù sẽ về. Thì thù cũng cần ba tiếng sấm đó đó. Kinh điển nói không bao giờ sai. Người không hiểu về kinh điển thì cứ cho là mơ hồ. Nhưng mà bây giờ tới ngày hôm nay, tại vì con người của họ trình độ giống như gà dịch ở ngoài chuồng vậy đó, làm sao hiểu được Phượng Hoàng ở trên cao nói chuyện đâu. Giống như con ếch ngồi đại giếng, nó đâu có bay tùm lum để nó biết. Thì đa số là họ là vậy, đám ếch mà đại giếng. Thì tiếng sấm nổ sẽ nổ, mà nổ ở đâu? Chứ nổ nước cắm, nó đâu có nổ tùm lum đâu. Thì núi cấm nó có đền vàng địa ngọc. Mỗi tối sư phụ ngồi thiền, sư phụ cũng đi về cái đền vàng của sư phụ trong đó mà. Sư phụ là Minh Dương nước Việt mà. Thì sư phụ có hai chỗ, ban ngày thì phụ ở đây, ban đêm sư phụ về núi cấm.